Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Tiếp tục con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây vàng Thái nha cô chú anh chị mình. Cây củ rễ vàng hết cô chú anh chị mình nha. Cây này con thanh lý giá yêu thương cho cô chú anh chị mình về siêu tầm giống nha. Cây vàng Thái nó lên vàng rất là rực rỡ luôn đó. Cây này giống mà để con chiết, để con ghép nè. Mà giờ con nhổ lên con thanh lý luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, vàng nó lên vàng rất vàng luôn nha. Củ vàng nè. Cây này nó bị khuyết điểm một bên như vậy nè, con đã cắt và nó đã liền rồi nghe cô chú anh chị mình nè. Đó, mình cào cái da nó ra xanh này ha. Đó, cây như vậy là khỏe bình thường cô chú anh chị mình nha. Đó, nó khuyết điểm như vậy đó, con lấy giá rẻ cho cô chú anh chị mình về sưu tầm nha. Cây này con thanh lý giá 300 ngàn thôi, cho cô chú nào có thiện chí muốn mua ha. Về mình chiết mấy nhánh này ra rồi mình trồng nó lên đọt khác thì mình chiết tiếp cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha.